Hai anh có thể làm video hướng dẫn tiêm vào mô mỡ subcutaneous injection được không ạ? Ok em, anh sẽ hướng dẫn em từ A tới Á. Mình là y tá. Ở đây thì tiêm nếu mà bệnh nhân cảm thấy đau rồi, có lẽ là em sử dụng kim lớn nha em, kim nó hơi lớn thì kim mà dùng để đúng để tiêm insulin đó hay heparin đó thì rất là nhỏ, thì hầu như là đâm vô họ không có cảm thấy gì hết. Còn gặp bệnh nhân họ hơi có mẫn cảm với kim á, thì mình sợ họ làm họ đau á, thì mình nhéo hay mình búng vô da họ trước, tức là đâm đau họ trước chút xíu, xong rồi lúc mà mình đâm kim vô họ sẽ không cảm thấy đau nữa, có vậy thôi. Ở New York hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn tiêm vào mô mỡ subcutaneous injection hay là tiêm dưới da. Thông dụng nhất là dành cho tiêm insulin thì trước tiên mình sẽ kiểm tra ba đúng hay sáu đúng tùy theo bệnh viện, tức là đúng tên, đúng ngày tháng năm sinh, đúng order, rồi đúng liều, đúng thuốc, vân vân và mây mây. Sau đó thì có một số vị trí mô mỡ thông dụng mình có thể tiêm vô là bắp đùi, bụng và đằng sau cánh tay, trong đó ở bụng là thông dụng nhất. Mình cố gắng không tiêm cùng một chỗ, mình cố gắng là thay đổi bên để tránh tình trạng tổn thương mô. Trong một số trường hợp đặc biệt mình không tiêm được ở các vùng mỡ thông dụng thì mình có thể tiêm ở đằng sau vùng mỡ đằng sau lưng và mông. Thì trước sau khi giải thích cho bệnh nhân hiểu mình tiêm thuốc gì và phản ứng phụ, mình sẽ cho bệnh nhân hạ giường, cho bệnh nhân nằm xuống hay là nằm ngồi đứng tùy theo tư thế thoải mái cho bệnh nhân. Sau khi xác định được vùng mỡ mình có thể tiêm thì mình sẽ dùng ba ngón tay và mình khám xung quanh để tránh tiêm vào những vùng cứng ở bên dưới da, vùng có vùng mass hay vùng sẹo rất là nguy hiểm. Đối với lại vùng bụng thì mình sẽ tiêm cách không tiêm ngay rốn nha. Mình sẽ tiêm cách rốn khoảng 2 inch hay là 5 cm. Sau đó mình sẽ thoa cồn từ trong ra ngoài, không thoa ngược trở lại vào trong. Mình sẽ đem tất cả những cái vi khuẩn từ bên ngoài ngược trở lại vô trong vùng tiêm. Rồi mình sẽ dùng tay không thuận bóp da và đâm kim 90 độ, dùng tay thuận cầm kim đâm 90 độ. Thì cái trường hợp mà mình bóp da như thế này đó, nó sẽ làm tăng cái độ dày của mô mỡ và mình xác định được cái vùng cơ bên dưới, mình không có đâm lộn kim vô vùng cơ. Cây kim của mình đâm lúc nào nó cũng vô trong cái vùng mỡ. Như vậy, sau khi đâm kim vô 90 độ đối với người bình thường, ngay đỉnh của vùng da mình bóp, thì mình sẽ thả da ra, dùng tay không thuận giữ ống kim và mình bơm thuốc vô. Còn đối với lại người béo phì thì mình vẫn dùng tay không thuận bóp da, nhưng mà mình không đâm ngay đỉnh mà mình đâm ngay góc, tức là lệch qua một chút xíu, dùng đó dùng da sẽ mỏng hơn. Insulin mình tiêm từ 3 cho tới 5 giây. Sau khi tiêm thuốc mình rút kim ra lẹ và mình sẽ để bông ấn nhẹ vô khoảng 30 giây. Sau khi giữ 30 giây thì mình sẽ lấy ra, mình không có nên massage gì hết. Còn mình còn đây là trường hợp bệnh nhân họ tự tiêm cho họ ở vùng bụng. Rồi ở trường hợp mà ở trong bệnh viện không có kim ngắn thông thường để tiêm dưới da subcutaneous injection mà chỉ có kim dài thì mình phải đâm 45 độ. Mình sẽ dùng tay không thuận bóp da lên ở đây là ở đằng sau bắp tay, và dùng tay thuận cầm kim đâm vào và thả da ra. Sau đó mình sẽ kéo ống kim ra một chút để mình coi có máu hay không. Nếu là máu, có máu thì đã đâm lộn vào tĩnh mạch hay động mạch. Mình sẽ rút ra thay kim và mình sẽ đâm một nhát khác. Sau khi kéo ra không có máu, mình sẽ bơm tiêm thuốc vô như bình thường và mình apply, mình nhấn khoảng 30 giây ha mấy bạn. Còn đây một trường hợp khác, mình đâm 45 độ ở bắp tay trước để cho các bạn coi và tham khảo.